Xin chào các bạn nha. Đây, hôm nay mình quay chim bồ câu nhà bác mình. Đây là bác nuôi thả. Hai, đây 2 4 5 con. Còn trong chuồng nữa. Giờ mình đi vào mình chuồng mình xem nhé. Đấy, chuồng nó đấy. Đây 2 3. Một con đang gặp nữa. Đã 9 con này. À, con này đang nằm ổ, con đực nằm ổ, chắc là có đôi này sắp đẻ. Hai bốn sáu, một con đang ấp đây để là 7 con, 7 bên ngoài kia 5 nữa, nào 12 con, 6 đôi, 6 đôi. Đây xem con ấp này. Hai trứng. Sáu đôi mà có mỗi một con đẻ. Đẻ ít quá. Trong chuồng này không có con nào đẻ. Đây, bác cho ăn nguyên lúa không? Cho ăn nguyên lúa không thì nó đẻ ít các bạn. Đấy. Phải cho ăn cám nữa. Thì là mới đẻ nhiều. Sáu đôi mà có mỗi một con ấp mà đẻ ra chưa chắc là có con nở được con vì là thiếu chất. Chuồng nhà bác thì rộng, chỗ này nuôi được khoảng 50 đôi. Đấy, làm chuồng mà nó không vào chuồng nó đẻ góc kia. Con chim bồ câu nó thấy chỗ nào thích hợp là nó đẻ mà, chứ không phải là làm chuồng là nó vào nó đẻ. Chim nuôi thả thì vậy, nếu mình nuôi nhốt thì nó không ra được thì bắt buộc nó sẽ đẻ trong chuồng, nhưng mà nuôi thả thì có chuồng nó không đẻ, nó thấy chỗ nào đẻ hợp lý là đẻ. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt các bạn.